Các bài đọc lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 31 thường niên, năm 1 năm lẻ. Bài đọc 1. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 13 câu 8 tới câu 10. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người thì đã giữ trọn lề luật. Đó là chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham, và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 111. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước, thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay. Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Người nhân hậu từ bi và công chính. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay. Biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay. Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo. Lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi. Sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Công vụ chương 16 câu 14b. Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con để chúng con nghe lời của con Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Luca chương 14 câu 25 tới câu 33. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh mặt, người ngoảnh lại bảo họ rằng: nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: tên này khởi sự xây kết mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.